Mình xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy tím Huế nhá. Cây rất già rồi. Già mình lũa hết rồi. Không chăm được để nó lũa rất là nhiều rồi. Quay tổng thể này cho các bạn xem đấy. Lũa hết, lũa hỏng hết. Không làm được. Không làm được, chỉ thế thôi. Thấy chưa? 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 Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Sau khi mình cắt hoàn chỉnh nhá, cắt hoàn chỉnh rồi mình chuyển cái cây này của mình ra đây cho tráng nắng để nó ra lộc và ra hoa. Đó. Đây là bị lũa một tí, tới đây phải xử lý cái lũa. Đúng là cắt hoa giấy vào mùa hè hay thật các bạn ạ. Tất nhiên là phải có trời mưa nhá, không mưa thì phải tưới được nước. Đấy, các bạn nhìn núi Ba Vì đẹp chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Mình vừa cắt tuần trước nhá. Cắt đúng vào cái hôm mưa ạ. Đấy, bây giờ lộc nó đã ra rồi, lộc đã bắn tung tóe, nhú hết rồi, nhú hết mầm lộc. Wow, nuột chưa cả nhà ơi. Đây cho xem lộc đó, những cái cành khỏe đều như hầu như có lộc đó. Đấy, trên ngọn. Đấy, trên ngọn nó có lộc hết rồi, nhú bật ngay. Chiều khi phải tăng cường cho thêm ít lân, tăng cường cho thêm ít lân để cho nó khỏe. Ê, các bạn thấy đẹp chưa? Khi nào nó bung lộc đầy hết thì mình sẽ lại tiếp tục quay nhá, video cho các bạn xem nhé. Đấy, mình quay lại trực tiếp này, xăm lộc này. Mình cắt chơi chơi chứ kỳ lắm đó. Đấy, mới một tuần nhá, mới cắt được một tuần nhưng mà nó bật hết ngay. Thế mình phê. Quá phê luôn. Wow, đẹp nhỉ. Đẹp quá luôn. Ngay dưới chân núi Ba Vì.
Đây là cây hoa giấy sau 3 tuần mình cắt nhá. Thấy không? Sau 3 tuần cắt lộc đẹp nở tung trời luôn. Người thấy đẹp chưa? Cây hoa giấy nha. Cây hoa giấy là mới cắt được 3 tuần. Lộc mầm dăm của nó dày hết luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Thấy không? Wow. Thank you.
Hoa giấy đang bung lộc rất là đẹp nha. Mình sẽ tiến hành bấm vào những cái đầu ngọn này nhá, để cho nó răm nó dày rụt rịt. Đang ngắm cây hoa giấy này quá đẹp luôn bà con ạ. Hôm nay mình quay cho các bạn cây hoa giấy của mình nhé. Sau khoảng 1 tháng rưỡi cắt thu cành nhé, thì bây giờ bông hoa chơi lá nó đã như thế này và nó đang rất nhiều nụ. Đấy, nhưng mà mình muốn cái cây này nó ra hoa vào Tết cho nên là mình sẽ để ít hoa thôi, mình không ép cho nó ra nhiều hoa. Đấy, để xong rồi mình để chăm sóc. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Wow, nhìn mắt thường nhìn ở trong thì thấy phê lắm. Đấy, mắt thường, nếu mà mắt thường nhìn tay cành rất là rích rắc luôn. Nhưng mà quay này thì hơi khó nhìn. Đấy nhá, đẹp lắm các bạn ạ. Thấy không? Đấy. Cây hoa giấy rất chi là đặc biệt luôn. Wow, đẹp không? Đấy. Cả nhà ơi, cây hoa giấy mình nó bắt đầu ra hoa rồi cả nhà. Thấy, thấy chưa? Dưới chân núi Ba Vì nhá. Thấy không? Đừng lững như núi Ba Vì nhá. Đây, rồi một đã bắt đầu có một số bông tím Huế nhá. Đấy, tím Huế. Đây đây, cái mầm hoa tiếp này, mình bấm bỏ cái đầu ngọn này không, để không cho nó vọt nhá. Cái này là nó vọt này. Nó vọt, nó ra hoa xong nó mới vọt, bấm bỏ không cho nó vọt cho nó mới đẹp. Đấy. Lá già xanh đen này. Nhưng mà cũng là dạng thiếu chất này nên bắt đầu nó vàng vàng này. Đấy, đây được chùm. Đấy, chùm hoa đẹp. Thấy chưa? Bắt đầu có hoa rồi nhá. Đấy, dưới chân núi Ba Vì. Hoa đang nở tung bay luôn. Úi giời, quá đẹp. Mùa này bắt đầu là mùa hoa của tím Huế đấy các bác ạ. Hoa nó đẹp hết thế này rồi thì đến Tết khó có hoa lắm nhỉ. Đây nụ đấy, bật nụ hoa quá nhiều luôn. Này khoảng nửa tháng nữa là kín hoa cái cây này luôn.